Mừng vâng các em đến với series luyện nghe tiếng Trung trung cấp của trường tiếng Trung Lạc Lạc. Trước hết hãy nghe hướng dẫn nghe. 1. Nghe yêu cầu của bài tập. 2. Nghe bài khóa không sắp. 3. Nghe bài khóa có sắp. Dừng màn hình tra từ mới nếu có. 4. Kiểm tra đáp án. Bài luyện nghe số 2. Chủ đề thời gian, 他星期几去做客？他请我下星期到他家做客。我星期一、三、五要上汉语课，星期二、四要上。 书法课，所以周末我才去他家。他星期几去做客？他请我下星期到他家做客。我星期一、三、五要上汉语课，星期二、四。 yao sang su fa ke. So yi, zhou mo, wo cai ta jia. Hôm nay, cô Thủy Hạnh sẽ dạy chúng ta cách nói thứ. Để hỏi thứ, người Trung Quốc sẽ dùng mẫu câu Jin thiên siêng chi chỉ. Trả lời chúng ta chỉ cần nói Jin thiên siêng chi rồi cộng với số từ từ 1 cho đến 6. Người Trung Quốc dùng số 1 để chỉ thứ hai, siêng chi y và xiêng chi liệu sẽ là thứ bảy. Vậy chủ nhật chúng ta sẽ có hai cách nói là siêng chi thiên hoặc là siêng chi rư. Các em hãy nghe lại thật kỹ và làm bài tập nhé. Hẹn gặp lại các em vào bài luyện tập nghe số 3. Zaijian!